Thôi, kính chào anh chị bà con đang xem YouTube Nhà đẹp Trang Hải. Hôm nay Trang Hải xin giới thiệu cho anh chị bà con mình một cái căn nhà đó mà từ đây mình đi ra chợ Gò Đen á, chỉ sát vài bước chân thôi, và từ đây á tiện ích của mình á, đây đốc lộ A chỉ có 500 mét thôi. Tiện ích của mình á gần tất cả các khu công nghiệp lớn luôn nha. Thì một cái nữa là gần tất cả các trường học từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn nha bà con. Đường vào nhà mình á là đường ô tô nha bà con. Đó, bà con dân cư sống xung quanh nè, thấy không? Đó. Nhà mình á thì có diện tích ngang 4 mét rưỡi, dài cho 10 mét, được thiết kế một trệt, một lầu, còn có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Nhà bên Trang Hải bán được cái giá bên Trang Hải cũng như giá của anh chủ đầu tư luôn, chỉ có 850 triệu thôi nha bà chị bà con. Đó, và sau đây Trang Hải xin mời anh chị mà bà con mình tham tổng quan cái căn nhà của mình, mặt trước của mình. Rồi. Đây. Bà con thấy chưa? Đó. Đó, tham cấp của mình nè, rất cao so với mặt đường nha bà con. Đó, đã hoa cương nha. Trước khi vào nhà là cửa bên bên nhà bên Trang Hải trang bị cho anh chị bà con mình cửa sắt 4 cánh sơn màu đen và cánh kính cường lực nha bà con. Nhà mình á, mặt tiền của căn nhà mình á, bà con thấy không, ướp gạch đó xuyên suốt cái mặt tiền luôn nha anh chị bà con mình, đó rất là sạch sẽ luôn. Rồi sau đây là không gian cái phòng khách của mình nha, bề ngang mình 4 mét rưỡi cho nên anh chị bà con thấy không, rất là rộng rãi đó. Gạch thì Trang Hải ướp gạch men 60 nha bà con, màu trắng. Đó, bên đây á thì Trang Hải có chờ sẵn đây một ô điện đây, anh chị bà con mình về lắp đặt một cái tivi ở đây. Đó là rất là tuyệt vời. Còn trần á thì trên trần Trang Hải đã đóng trần la phong thạch cao nha, dực hợp nha. Và có chi tiết hoa văn nè bà con mình nhìn thấy không? Và có một cái quạt trần tặng cho bà con luôn nha anh chị bà con mình. Đó, phía bên đây á, đây có một cái cửa sổ nè, thông ra cái đường hướng sau bên khu sau của Trang Hải, rồi 11 căn nhà nhỏ mà đã bán hết rồi nha bà con. Chỉ còn có vài căn thôi, có cửa sổ và có song sắt luôn. Đó, ở đây anh chị mình có thể lắp đặt cái bộ ghế sofa ở đây. Đó, đây mình lắp một cái quạt trần ở đây, ổ điện nè, mình lắp cái quạt trần ở đây, mình ngồi đây, mình xem tivi bên đây thì rất là tuyệt vời nha bà con. Đó, đây, giữa căn phòng khách và căn bếp mình á, Trang Hải có một bức tường. Đó, ở đây anh chị mình bà con mình có thể trưng bày những cây cảnh, hoa kiển, hay là những cái chậu hòn cá rất là tuyệt vời luôn. Rồi, kế bên đây á, nhà Trang Hải có một cái nhà vệ sinh với cũng đầy đủ trang thiết bị cơ bản nha anh chị bà con. Đó, đó cái nền gạch nhà vệ sinh thì Trang Hải đã ướp lót gạch nè bà con thấy không, trống trơn trượt bông hoa nè, đó rất là tuyệt vời luôn. Gạch tường thì Trang Hải cũng đã ướp cao lên tới 2 mét mấy nha bà con. Cửa thì bên Trang Hải làm là cửa nhôm màu đen và gắn kính mờ. Rồi sau đây là không gian căn bếp của mình. Đó, bà con thấy đi, rất là rộng nha chị bà con mình. Đó, bên Trang Hải cũng có trang bị chị một cái tủ bếp bằng nhôm màu gỗ. Nhôm thì nói chung là nó rất là bền bỉ, thời gian và gọn và nhẹ, chống mối mọt luôn nha chị bà con mình. Mặt bếp thì ướp bằng đá hoa cương nha. Đây, màu đen. Đó, đá hoa cương. Đây, đây cũng có cửa sổ cái căn bếp của mình á, để anh chị bà con mình nấu nướng á, mình mở cửa ra thoáng khí ra ngoài rất là tuyệt vời luôn. Và có song sắt luôn nha anh chị bà con. Đó, rất là chắc chắn. Đây có ổ điện chờ ở đây anh chị bà con mình có thể lắp đặt một cái máy tay ổ chờ sẵn nè, mình để cái một cái bếp ga đây mình nấu nướng. Và có một cái bồn nước này, nước rất mạnh nè, đây anh chị bà con dòm nè, rất là mạnh luôn nha. Đó, nước nước thi cục đồng hồ thượng hồ riêng và nước nước của thủy cục của nhà nước luôn. Rồi kế bên đây á anh chị mình có thể đây mình lắp đặt một cái tủ lạnh ở đây đi. Đó, một cái tủ lạnh đây, đó rất là tuyệt vời. Đó, rồi đây coi điện chờ chị bà con, chỗ này á mình có thể mình để cái một cái quạt hay cái gì, nói chung là máy giặt, tủ lạnh máy giặt ở đây thì cũng rất là tuyệt vời. Và sau đây á trần á, trên trần ở căn bếp á, Trang Hải cũng đã trần la phong thạch cao, vẫn đèn ly, vẫn đèn led, tiết kiệm chuyện điện cho anh chị bà con mình luôn. Và những chi tiết hoa văn bà con nhìn thấy đi, đó rất là đẹp. Rồi sau đây xin mời anh chị mình lên tham quan tinh lộ của mình. Trước khi lên nè anh chị bà con thấy không, cầu thang nè, đây bằng sắt nha, sắt sơn tĩnh điện màu đen và xuyên suốt lên tới trần là trên lầu mình luôn nha bà con. Đó rất là chắc chắn luôn. Tầng bậc bên cầu thang như bên nhà Trang Hải thì ốp đá hoa cương, tầng bậc nha anh chị bà con mình. Cái khoảng này là rất là rộng, lên cầu thang mình này tới 8 tấc tới 1 mét lận. Anh chị mình bà con mình có khiêng ba tủ giường rồi lên trên lầu mình cũng rất là dễ dàng luôn. Rồi trên lầu á thì còn có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Trang Hải này trước khi lên á, đây cái một cái nhà vệ sinh trước đi.
cũng đầy đủ trang thiết bị cơ bản nè, gạch thì cũng ốp lên cao nè, chị bà con thấy không? Nền gạch thì coi nền trong nhà vệ sinh cũng vậy luôn đó, bà con thấy không? Gạch thì cũng chống trơn trượt và bông hoa nè, rất là đẹp nha. Đó, trần thì cũng vậy, lật bao mà chẳng hạn có trời sẵn ổ điện dây điện cho mình á, mình muốn lắp đặt thêm cái máy quạt hay gì cũng được luôn. Cửa nhà vệ sinh thì cửa nhôm màu đen nhôm xin pha vẫn kính mờ. Rồi đây là căn phòng, đây căn phòng trên này chị bà thấy không, đó rất là rộng, gạch thì cũng gạch là gạch 60 nha anh chị bà con, tông màu trắng đó. Đây đặc biệt ở đây có một cái cửa sổ nè, đó nhà này là riêng lẻ nha, chỉ có một căn đầu nha bà con, riêng lẻ có cửa sổ thông á, bên hông nè có song sắt nè, đó anh chị bà con nhìn ra nhà dân nè, đó sống sung túc rất là tuyệt vời. Cho mình lên trần thì cũng là trần lá phong thạch cao giật hộp và gắn những cái chỉ nè bà con thấy không, rất là tuyệt vời. Đèn cũng đèn led, chẳng hạn có chờ sẵn á, đây cái ổ điện dây điện đây anh chị bà con mình lắp cái quạt xây đi, một cái quạt đây và có ổ điện đây luôn, mình lắp đây rất là tuyệt vời. Bên đây thì cũng có ổ điện, anh chị mà con mình muốn trên phòng này muốn để ghim đồ điện, sử dụng đồ điện thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Rồi cửa phòng thì trên lầu này thì cửa chẳng hạn đây là cửa gỗ nha anh chị bà con, cửa gỗ này gỗ công nghiệp chống xử lý mối mọt là đầy đủ hết cho bà con rồi. Rồi và sau đây căn phòng hướng ra ban công của mình nha anh chị bà con, đây căn phòng hướng ra ban công nè, còn thấy đây rất là rộng, nói chung là này hai người hay bốn người cũng rất là tuyệt vời nha anh chị bà con. Gạch thì nói chung là cũng gạch 60 màu trắng đó, khu nhà bên Đăng Hải sử dụng tông màu trắng. Rồi đây cửa nữa bà con ơi, đây mỗi phòng bên Đăng Hải đều có cửa hết nha bà con, đây bà con thấy đi đó, cửa nè, cái sổ mà cũng có khung đàng hoàng nè, đó lấy gió vô trời ơi mát tuyệt vời luôn đó. Nhà dân sống kìa, đây hướng theo tay phải cho Hải chỉ á, đây bước ra đó là lộ rồi, đầu nhựa mình luôn nha bà con, mấy bước chân à. Rồi mặt trần thì cũng vậy, đây hướng ra ban công mình bên Trang Hải có hai cái ô cửa sổ ô cô nhỏ nhỏ đó. Và đây là cửa hướng ra phía ban công của mình đây đó, khu dân cư rất là hiện hữu nha bà con nhìn đi đó, khu dân cư ở hiện hữu kìa đó, rất là đúng. Rồi rồi cuối cùng cảm ơn bà con đã theo Trang Hải xem review hết cái căn nhà này. Trang Hải xin điểm lại một số thông tin về các căn nhà của mình. Căn nhà mình có diện tích ngang 4,5 m, dài cho 10 m đó, được thiết kế một trệt một lầu, hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh nha bà con. Tiện ích của mình là gần tất cả các khu công nghiệp ở đây luôn nha bà con, lớn luôn, và thêm một cái nữa là gần tất cả các trường học từ cấp 1 tới cấp 3 luôn nha bà con. Giá căn nhà mình á, tổng hết á, giá của Trang Hải cũng như là bên anh chủ đầu tư luôn chỉ 850 triệu thôi, anh chị mình sở hữu được căn nhà vĩnh viễn luôn. Và đặc biệt á, đây chỉ có một căn gốc thôi nha bà con, đó đường của mình vào nhà đường ô tô. Anh chị bà con nào mà thấy quan tâm tới ngôi nhà này, hãy liên hệ trực tiếp với Trang Hải, số điện thoại 0937350079 và cho Trang Hải xin một like. Còn anh chị mà bà con mình nãy giờ theo xem video của Trang Hải, theo dõi Trang Hải review hết căn nhà mà chưa thấy phù hợp với túi tiền của mình, thì hãy nhớ đăng ký kênh của Trang Hải để theo dõi Trang Hải quay những video ngôi nhà mới nhất, đẹp nhất và rẻ nhất cho bà con tham khảo tiếp. Rồi Trang Hải xin kính chào và hẹn gặp lại bà con.